Video này mình thực hiện test hoạt động phần băng cassette của chiếc đài Sony có model CFS-B5SC-MK2. Chiếc đài này ăn điện 220V, radio thì Trần Văn Nét. Và bây giờ cắt băng cassette thì Trần Văn Chuẩn, thóc thì Trần Văn Thấp. Mình cung cấp với một mức thóc rẻ nhất của đất, đó là 550.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Tôi lại từ đầu. Ôi, lại tôi ngược chiều. Ôi trời. Ui. Thế là cái này là tua chiều nào nó cũng chạy mà lại còn chạy tít thò lò. Tít như củ. Nghe có ừng cái bụng. Thọc thì lại mềm. Bắn vào hồn. Tua lại từ đầu nghe cho nó sướng cái cuộc đời. Hình đường ngoài kia gió lạnh đầu mành, đêm ngày lôi thề chờ nhau một thuở, đường sương gió gót chân mòn trên lối nhỏ, gục đầu trong sương lạnh, ôi đời sao quá trời vơi. Hàng cây già còn nhớ không anh, chiều mưa bay gió lạnh vai mềm, phố buồn ve sầu gọi nhau phượng nở. Hình bóng đó dấu xa rồi xin nhớ mãi, hẹn thề xưa năm nào anh còn nhớ hay quên. Giờ em về gác trọ phong sương, dọn cà phê đắp mặn vào hồn. Mây chiều chim trời gọi nhau lạc lối. Tình yêu đó đến bao giờ ta có được? Dòng đời bao xuôi ngược, thôi đành mãi. Gió lạnh đầu mình, đêm ngày lôi thề chờ nhau một thuở, đường sương gió gót chân mòn trên lối nhỏ, gục đầu trong sương lạnh, ôi đời sao quá trời vơi. Hàng cây già còn nhớ không anh, chiều mưa bay gió lạnh vai mềm, phố buồn ve sầu gọi nhau phượng nở. Hình
con bốn ba khắp nẻo đường trần. Giờ em về gác trọ phong sương, dọn cà phê đắng mặn vào hồn. Mây chiều chim trời gọi nhau lạc lối. Tình yêu đó đến bao giờ ta có được? Dòng đời bao xuôi ngược, cõi đành mãi xa nhau. Tình yêu đó đến bao giờ ta có được? Dòng đời bao xuôi ngược, cõi đành mãi xa nhau. Nghe đài của nông dân mắt nó cứ díu à. Ôi, mình dừng video ở đây, có khi là lại phải làm bài ca bên cánh võng. Trân trọng cảm ơn các đồng chí. Thân ái chào tạm biệt. Xin chào.